Xin chào các lãnh đạo nha. Hôm nay thì SFS gửi tới các lãnh đạo là cái đèn laser đầu nhọn kim loại pin sạc tia đỏ và tia xanh lá. Như đây là có 3 loại tương ứng với 3 loại chân của cái đèn này nhé. Đầu tiên là cái chân kẹp ray 11mm lẫn 20mm này, chân kẹp ray 2 trong 1 nhé. Tiếp đến là chân kẹp ống kẹp cành này, kẹp ống tròn. Có đường kính ống có phi từ 8mm cho đến 20mm nhé. Cái thứ ba là chân kẹp đa năng, chân kẹp mở rộng, có thể kẹp được thanh tròn, thanh dẹt lẫn thanh vuông, có bề dày lên đến là 23mm nhé. Đèn thì sử dụng là quả pin sạc là 14250 nhé. Và cái đèn này thì đều có thể chỉnh tâm bằng lục giác cái bốn hướng nhé, có hai cái lỗ đây. Và đặc biệt là ở cái bản full thì sẽ có thêm cái công tắc đuôi chuột nhé. Nó vẫn có công tắc thường này này, đây là em tháo ra gắn vào đây cho các sếp dễ hình dung. Công tắc đuôi chuột là công tắc kéo dài nhé. Ấn là sáng, ấn là tắt. Công tắc đuôi chuột hai chức năng nhé, và một cái phím ấn nhấp nháy này. Có nghĩa là mình ấn thì nó sáng, còn nhả ra thì tắt. Và một phím ấn thông thường là ấn thì bật, ấn nữa là tắt. Và đây thì em cho các sếp xem cái tia, đây là tia đỏ nhé, rất là nhỏ và rất là sáng đây. Và đây là tia xanh lá nhé. Tia xanh lá thì nó sẽ cường độ ánh sáng sáng hơn tia đỏ rất là nhiều. Khả năng chiếu ban ngày của nó sẽ tốt hơn cái tia đỏ nhé. Tia đỏ này thì nó sẽ dịu hơn, nhưng mà phù hợp với các sếp mà chúng ta sử dụng khi với những cái con mồi nó nhạy cảm với ánh sáng, nó thấy sáng quá nó bay mất á, thì sử dụng tia đỏ này thì hợp lý hơn nhé.